Luân xin kính chào quý bà con. Hiện tại thì Luân đang test cái mẫu tôm bot để xuất cho khách hàng ở Bình Đại và đi Bình Đại Bến Tre. Thì cũng rất may mắn là mẫu tôm này nó về an toàn. Thì cái máy này nó hỗ trợ cho Luân được ba bệnh, đó là bệnh OMS, OHB và bệnh đốm trắng. Còn hiện tại bà con đang quan tâm nhất đó là bệnh TBD. Thì Luân đã lựa chọn cái hồ tôm nó an toàn cho đến giai đoạn xuất bán là bột lớn 11, 12 và nó diễn biến bình thường. Như vậy thì hầu như nó đã loại trừ được bệnh TBD. Bởi vì sao? Bởi vì bệnh TBD á, nó phát bệnh từ ở giai đoạn bột 4 đến bột 7. Ở giai đoạn đó thì nếu nó phát bệnh á, thì nó có biểu hiện là trắng gan, trống ruột. Thì Luân đã lựa chọn cho bà con một cái hồ tôm an toàn từ đầu tới cuối mà nó bình thường như vậy đó, thì hầu như là loại được bệnh TBD. Bà con cũng đừng có quá quan tâm về bệnh TBD nha bà con. Còn bà con mà băn khoăn nó xuống đúng, bởi vì tôm xuất đến bà con đó thì bà con thấy cũng khó xác định được có bệnh hay không có bệnh. Chủ yếu là cái người làm tôm ha mới biết được nó diễn biến từ đầu tới cuối nó bình thường, thì hầu như nó bình thường. Luôn kính chúc khách hàng của mình nuôi tôm thành công.